những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh ngày mới ngày 30 tháng 10. Tây Ninh tổ chức hội thảo khởi nghiệp du lịch cộng đồng. Giải ngân nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân tái sản xuất. Cẩn thận khi mua hàng trong các trang mua bán trên Facebook. Tuyết Vân và Mạnh Tiến kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát sóng vào khung giờ 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tayninhtv.vn. Bắt đầu chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua. Sáng ngày 29 tháng 10 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, Chính phủ Hoàng gia Campuchia tổ chức trao tặng cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19. Tham dự lễ về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Về nước bạn Campuchia có bà Ốc Va Đin, Quốc vụ Khanh, Bộ Y tế, ông Sok Daret, Tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, bà Ốc Va Đin chia sẻ 200.000 liều vaccine Sinopharm này là quà của nhân dân và Chính phủ Hoàng gia Campuchia gửi tặng nhân dân và Chính phủ Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia, cảm ơn Thủ tướng Hun Sen và các cơ quan hữu quan của Chính phủ Campuchia đã luôn quan tâm hỗ trợ và trao tặng vaccine cho Việt Nam. Ngày 29 tháng 10, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu. Cử tri xã Phước Thạnh đề nghị cần xác định rõ đất thuộc khu vực Hàm Mỹ, ấp Phước Hòa là của dân hay đất công. Còn quá nhiều người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Cử tri còn vướng mắc trong việc chi hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận một số ý kiến của cử tri, đồng thời còn thông tin đến cử tri về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong toàn tỉnh. Ngày 29 tháng 10, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến Mai, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi giám sát đối với Sở Xây dựng về việc giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Xây dựng đã tiến hành 28 đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch kiến trúc, công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép. Kết quả có 562 trường hợp vi phạm, trong đó trên 200 trường hợp không phép, trên 110 trường hợp sai phép và trên 150 trường hợp vi phạm khác. Hình thức xử lý ban hành quyết định phạt tiền và đã triển khai đến đối tượng vi phạm là 428 quyết định, có 26 quyết định thi hành cưỡng chế, 2 trường hợp khiếu nại liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại huyện Gò Dầu và Bến Cầu. Mô hình du lịch cộng đồng là xu hướng phát triển hiện nay của ngành du lịch. Với những đặc thù của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, Tây Ninh có đủ điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh sẽ tổ chức hội thảo khởi nghiệp du lịch cộng đồng năm 2021 vào ngày hôm nay 30 tháng 10. Hội thảo nhằm tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp. Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Mỹ, giảng viên doanh nhân khoa du lịch trường Đại học Nguyễn Tất Thành, giám đốc công ty tư vấn thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng Việt Nam cùng một số quản lý doanh nghiệp tại tỉnh Tây Ninh đã thành công trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hội thảo sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Thưa quý vị, để giúp người dân có vốn tái sản xuất sau giãn cách xã hội, hiện nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dương Minh Châu đã kịp thời triển khai các gói vay ưu đãi đến với khách hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dương Minh Châu đạt hơn 42,3 tỷ đồng, giải quyết cho 2.036 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đến cuối tháng 9 đạt hơn 282 tỷ đồng, với 12.819 hộ còn dư nợ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai chính sách cho vay ưu đãi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp xét gia hạn đối với 138 món vay với số tiền trên 2,2 tỷ đồng cho đối tượng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 khi đến thời hạn trả nợ.
xét lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ không tính lãi tối đa 5 năm cho 39 món vay với số tiền 508 triệu đồng. Nhằm giúp lao động ổn định việc làm và đời sống tại địa phương sau giãn cách xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dương Minh Châu đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các xã thị trấn rà soát, lập danh sách nhu cầu vay vốn của các lao động trở về từ vùng dịch bị mất việc làm để tham mưu cấp trên cân đối bố trí nguồn vốn giải quyết cho vay kịp thời, cử cán bộ hướng dẫn về quy trình thủ tục cho vay để người dân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Theo phản ánh của một số người sử dụng mạng xã hội Facebook thì gần đây xuất hiện một hình thức lừa đảo, tuy không mới nhưng đã khiến cho nhiều người rơi vào bẫy. Cụ thể là trong những trang mua bán trên Facebook, các đối tượng dùng nhiều tài khoản khác nhau để đăng bán những mặt hàng gia dụng với nội dung dọn quán, thanh lý đồ gồm loa, tủ lạnh, bàn ghế, máy giặt, tất cả đều còn rất mới với giá rất rẻ. Khi được hỏi mua, các đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển tiền cọc thì mới gửi đồ. Đã có người cọc tiền rồi không nhận được hàng, liên lạc số điện thoại người bán thì ngoài vùng phủ sóng. Mọi người cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch mua bán qua mạng, tuyệt đối không đặt cọc tiền với người lạ để tránh bị lừa đảo. Tiếp theo chương trình, Cẩm Tú sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết tại Tây Ninh ngày hôm nay mây thay đổi, tối mai có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ, còn độ ẩm là từ 87 đến 92%. Thưa quý vị khán giả, để bảo vệ cho sức khỏe bản thân và phòng dịch, thì nhiều người đã chọn giải pháp mang cơm đi làm để ăn trưa, thay vì là đi ăn hàng quán. Điều này là hoàn toàn hợp lý, vì ngoài vấn đề phòng dịch, thì việc tự chuẩn bị đồ ăn sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì khi mang cơm đi làm, mọi người cần chú ý một số vấn đề trong việc cân bằng dinh dưỡng, chế biến và bảo quản món ăn. Hiện nay thì nhiều người có tâm lý là làm sẵn món ăn từ tối hôm trước, sáng hôm sau thì chỉ việc hâm lại rồi mang đi làm. Điều này có thể thực hiện, nhưng cần chú ý đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh các nguy cơ có thể xảy ra. Bởi thức ăn khi mà đã để qua đêm thì chất lượng sẽ không còn đảm bảo, dinh dưỡng cũng sẽ bị hao hụt, thậm chí là còn gây rối loạn tiêu hóa vì có thể bị vi khuẩn xâm nhập. Về đồ dùng để bảo quản thực phẩm cho bữa trưa thì mọi người nên đầu tư các hộp chuyên dụng có thể giữ nhiệt lâu hoặc là làm nóng được thức ăn. Tuyệt đối là chúng ta không nên dùng đồ nhựa tái chế để bảo quản thức ăn, bởi vì thức ăn khi mang đi làm thì thường là còn nóng. Việc bảo quản bằng hộp nhựa không đảm bảo sẽ làm cho chất lượng của món ăn bị giảm đi. Ngoài ra thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và thưa quý vị, hy vọng với những thông tin về thời tiết và lưu ý vừa rồi sẽ hữu ích đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Còn bây giờ, Cẩm Tú mời quý vị đến với những thông tin tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Trong ngày hôm nay, 30 tháng 10, trên kênh TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành cho quý vị. Trong đó có những chuyên mục như chuyên mục Văn hóa Giao thông được phát sóng vào khung giờ 11:15. Chuyên mục An toàn Giao thông phát sóng lúc 16:50. Chuyên mục Chuyển đổi số phát sóng vào lúc 21:45 ngày 30 tháng 10. Sau đây, mời quý vị khán giả cùng xem những chương trình này có thông tin gì quý vị nhé. Thứ Bảy tuần này có gì đặc biệt? Tây Ninh xử lý gần 450 trường hợp vi phạm trong tuần qua. Lấn làn vượt ẩu, nhanh một phút, chậm cả đời. Phóng nhanh từ trong hẻm ra đường chính có phạm luật không? Qua đường thiếu quan sát là tự sát. Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa Giao thông phát sóng lúc 11:15 thứ Bảy tuần này trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý khán giả đón xem. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình An toàn Giao thông với nội dung từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến 14 tháng 12 năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, tăng cường giám sát, xử lý phạt nguội vi phạm giao thông. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cho phép cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường và hoạt động hạn chế tùy theo cấp độ dịch để đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Chương trình phát sóng vào lúc 16:50 ngày 30 tháng 10 năm 2021. Chuyên mục Chuyển đổi số ngày hôm nay với chủ đề Ngành điện chuyển đổi số để phục vụ khách hàng. Để thực hiện được mục tiêu chuyển đổi số, ngành điện đã chuyển đổi hình thức thu tiền điện tại nhà, thu trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện sang thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Việc sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử cũng được đánh giá thuận lợi, nhanh chóng, chuẩn xác và an toàn trong giao dịch, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.
Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên kênh TTV11 và trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz trong ngày hôm nay. Gì mày? Mày suy nghĩ lại rồi hả? Ừ, mày giúp tao nha. Ngồi không vậy ăn thì lương mày vậy, đi làm visa đi. Tụi em cũng ngại lắm. Điều gì sẽ đến với Đông Quanh khi phải đối mặt với cám dỗ và sức mạnh của đồng tiền? Đón xem tiếp diễn biến trong tập 26 của bộ phim Chị Em Nhà Đông Cát lúc 12 giờ hôm nay quý vị nhé. Bob Minion giải cứu gấu Teddy. Chúng ta hãy cùng với siêu nhân bút chì vẽ Bob Minion. Bên cạnh đó, các em còn được nghe kể câu chuyện Bob Minion giải cứu gấu Teddy thật là thú vị trong chương trình văn nghệ thiếu nhi Mâm Chồi Lá sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 10 phút. Các em nhớ đón xem nhé. Hướng nhìn ra cửa sổ. Mình thấy mình cần làm một cái gì đó giống như một cái trách nhiệm đối với cái quê hương Tây Ninh, thành lập cái công ty cổ phần Natani để mình cùng đồng hành với MC Cát Tường trong Hạnh Phúc Ở Đâu tuần này sẽ là ông Nguyễn Thế Tân, tổng giám đốc công ty cổ phần Natani, người đã mang thương hiệu mảng cầu Tây Ninh vươn xa. Để làm được điều đó, ông và các cộng sự đã phải nỗ lực như thế nào? Chương trình được phát sóng độc quyền trên TTV11 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần, phát lại lúc 15 giờ 35 phút chủ nhật và thứ năm tuần sau. Bảy. Nhiều. Năm. Đánh bạc, rượu chè, mại dâm, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội là những vùng tối về lối sống mà mỗi người nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng phải tránh xa để giữ gìn nhân cách theo những chuẩn mực đạo đức xã hội. Thực tế, với mỗi cán bộ, đảng viên, đó còn là những biểu hiện suy thoái, là những kẻ địch cần đấu tranh, đẩy lùi để xây dựng đạo đức cách mạng, xứng đáng với vai trò tiên phong gương mẫu. Chương trình Xem Để Ngẫm tuần này sẽ là tiểu phẩm Lật Kèo. Dù vì lý do gì thì những cán bộ công chức tham gia vào các tệ nạn này sẽ khó có thể biện minh cho những vi phạm của mình, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, danh dự của gia đình và nhất là làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Mời quý vị xem Để Ngẫm cùng chúng tôi vào lúc 20 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 6 giờ 45 phút sáng hôm sau. Dạ, sếp ơi, có chuyện không ổn rồi sếp ơi. Có cái gì vậy? Cô Nga bình tĩnh, rồi trình bày đi. Dạ, bên thanh tra vừa gửi công văn qua. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu phẩm Công Của Ai trong chương trình Nghe Để Ngẫm trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz tuần này là câu chuyện giúp chúng ta nhận diện rõ hơn về bệnh, thành tích, hão danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi. Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 17 giờ 35 phút và phát lại lúc 11 giờ 50 phút hôm sau. Quý vị thân mến, sẽ là một buổi tối cuối tuần tràn đầy sôi động đối với người hâm mộ bóng đá khi đêm nay và rạng sáng mai hứa hẹn rất nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn của các câu lạc bộ đến từ những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Sau đây là lịch thi đấu một số trận đấu đáng chú ý. Ở vòng 10 giải ngoại hạng Anh, các đội bóng trong nhóm Big Six đều ra sân vào đêm nay. Arsenal là cái tên thi đấu sớm nhất với chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Leicester City vào lúc 18 giờ 30 phút. Dù đang có phong độ tốt trong những vòng đấu gần đây, nhưng thi đấu trên sân của bầy cáo chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng của các pháo thủ. Vào lúc 21 giờ, ba đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Chelsea, Liverpool và Manchester City được xem là dễ thở khi gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Liverpool sẽ gặp Brighton, Manchester City tiếp đón Crystal Palace, còn Chelsea làm khách của Newcastle. Trận đấu muộn nhất vào đêm nay cũng là trận cầu đinh của vòng đấu này, đó là giữa Tottenham và Manchester United. Đáng chú ý hơn, có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông Son Kaer trên cương vị thuyền trưởng của Quỷ Đỏ nếu không có chiến thắng. Tại vòng 12 La Liga, Barcelona và Real Madrid cũng đều thi đấu sớm để chuẩn bị cho các trận đấu tại Champions League vào giữa tuần sau. Người hâm mộ Barca sẽ chờ đợi đội bóng của mình thể hiện như thế nào trước Deportivo Alaves khi vừa sa thải ông Ronald Koeman. Còn Real sau trận hòa thất vọng trước Osasuna ở vòng đấu trước sẽ gặp Elche. Còn tại vòng 10 Bundesliga sẽ tiếp tục là cuộc chạy đua giữa Bayern Munich và Dortmund. Vòng đấu này Bayern sẽ làm khách trên sân của Union Berlin vào lúc 20 giờ 30 phút. Sau cú sốc với thất bại 0-5 tại cúp quốc gia hồi giữa tuần, Bayern cần sớm trở lại với thói quen chiến thắng để củng cố vững chắc ngôi đầu của mình. Cùng giờ với trận đấu này, Dortmund sẽ tiếp đón Cologne. Dù vẫn thiếu vắng chân sút chủ lực Erling Haaland, nhưng Dortmund vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và hướng đến chiến thắng. Ở vòng 11 Serie A, Juventus sẽ thi đấu trên sân của Hellas Verona. Mặt trận bất bại của Juve đã kết thúc vòng đấu trước và đây là lúc bà đầm già thành Turin cần chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng lớn nếu không muốn bị đứng ngoài cuộc trong việc cạnh tranh chức vô địch.
Quý vị thân mến, những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13 giờ 30 phút trên kênh TTV11 trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz vào lúc 11 giờ 50 phút quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới sáng nay của TTV11. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào khung giờ 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Mạnh Tiến và Tuyết Vân xin chào và hẹn gặp lại.